toi. Tombe la neige et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Cô chào các em học sinh khối 8 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết ôn tập kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 các em nhé. Cô xin giới thiệu với các em thứ nhất hình thức kiểm tra, thứ hai nội dung trọng tâm ôn tập và thứ ba là hướng dẫn cách học. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần hình thức kiểm tra. Hình thức kiểm tra sẽ được tổ chức tại trường theo thời khóa biểu của từng lớp. Dạng đề kiểm tra gồm có hai phần: phần trắc nghiệm 4 điểm và phần tự luận 6 điểm. Thời gian làm bài là 45 phút. Về phần nội dung ôn tập kiểm tra, các em sẽ học bài hết tuần 8. Trọng tâm gồm có những bài sau đây. Bài 24, Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. Bài 25, Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc từ năm 1873 đến năm 1884. Và bài 26 là phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Sau đây là phần hướng dẫn cách học bài. Về phần trắc nghiệm, gồm 4 điểm, có 16 câu. Trong phần video ôn tập hôm nay, cô có để sẵn đáp án cho 16 câu trắc nghiệm này. Đáp án là đúng là chữ trắng, in đậm và nghiêng. Tự luận gồm 6 điểm. Theo nội dung trọng tâm, cô sẽ trình bày sau đây. Trước hết là phần câu hỏi trắc nghiệm.
280.